Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cái video nói về việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Đức. Cái nguồn tiền này các bạn có thể dùng để mua bất động sản hoặc là làm bất kể điều gì các bạn muốn ha. Vì sao mình làm cái video này? Bởi vì là mình đã có một bài viết về cái chủ đề này rồi. Tuy nhiên mà mình cảm thấy là chưa rõ ràng lắm và chưa được hài lòng quá. Chính vì thế có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi lại tiếp tục với chủ đề này. Cho nên là mình làm cái video này để trả lời cho mọi người và cho mọi người một cái nhìn rõ ràng, cụ thể và chi tiết nhất cái việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Đức để mua bất động sản ở bên này. Thì cái việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Đức cái này thì mình nói là có rất là nhiều cách chuyển tiền, nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng mà hôm nay mình chỉ nói về hai cái phương thức thôi, hai phương thức chuyển tiền. Cái thứ nhất đó là phương thức gọi là trợ cấp thân nhân. Cái phương thức này là ở Việt Nam mình nó khẳng định như vậy ha, nó là cái ngôn ngữ của Việt Nam mình nói như vậy, cho nên các bạn cứ hiểu là như thế thôi. Còn ở bên Đức thì họ sẽ hiểu là ok, tất cả mọi người chuyển tiền là cứ vào tài khoản của mình thôi, họ không quan trọng là cái tiền đấy là tiền gì cả. Thì cái trợ cấp thân nhân này thì là những người nào có thể chuyển cái trợ cấp thân nhân này. Thì những người có thể chuyển trợ cấp thân nhân này bao gồm những người như sau. Đó là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, bố, mẹ, anh, chị, em, chồng hay là vợ, thậm chí là cả con của các bạn cũng có thể chuyển cho các bạn tiền từ Việt Nam sang ở bên này. Phương thức thứ hai đó là phương thức cho tặng hoặc là thừa kế. Thì cái lúc này ở trên đó là cái phương thức gọi là trợ cấp thân nhân, còn cái này là phương thức này là cho tặng hoặc thừa kế ha. Cái này có hai đặc điểm khác nhau, bởi vì cái trợ cấp thân nhân đó, cái số tiền thường cho là ít hơn, còn cho tặng hoặc thừa kế này thì số tiền được cho nhiều hơn. Đó là lý do người ta phân chia ra hai cái cặp cụm từ này à. Thì những người nào có thể chuyển tiền cho tặng hoặc thừa kế này, đó là những người như sau. Đó là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại hay là bố mẹ của các bạn. Đây là những cái người này được phép chuyển tiền cho các bạn ha, theo cái dạng gọi là cho tặng hoặc là thừa kế. Thừa kế là gì? Thừa kế là khi mọi người đã mất đi rồi thì lúc đấy được gọi là thủ tục thừa kế, còn khi đang còn sống thì họ sẽ không gọi là thừa kế mà là cho tặng ha. Thì đấy là hai cái mục chính, mình nói chính là về cái trợ cấp thân nhân và cái cho tặng. Vậy thì cái số tiền mà được chuyển từ Việt Nam sang cho người ở Đức là bao nhiêu khi mà theo từng phương thức một? Cái phương thức thứ nhất đó là cái hình thức mà trợ cấp thân nhân này, thì cái số tiền được cho là bao nhiêu? Mỗi người thân của các bạn ở Việt Nam á, như là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, bố hay là mẹ, anh, chị, em hay là chồng của bạn, vợ của bạn và thậm chí con của các bạn, họ có thể cho hay là tặng các bạn ở đây, trợ cấp thân nhân ở đây, là mức ở đây là chỉ có 20.000 thôi. Nhớ là 20.000 thôi nha. Nhưng mà nhớ cái khoản tiền này được cho trong vòng 10 năm ha. Bạn cho 10 lần cũng tương số tiền y chang như thế này, nhưng mà một lần thì cũng một số tiền y chang như vậy. Các bạn hiểu trong vòng 10 năm nha. Đó là 20.000. Trong trường hợp nếu như cái số tiền này mà chuyển nhiều hơn 50.000, có nghĩa là các bạn có nhiều hơn 3 người để chuyển, cứ một người như vậy là có 20.000 rồi, 20 người, 2 người là 4.000 rồi, 3 người thì 60.000 rồi. Thì cái số tiền mà nhiều hơn 50.000 này á, nếu như mà vào tài khoản ngân hàng ở Đức thì họ bắt buộc các bạn phải chứng minh cái nguồn gốc của nguồn tiền này. Chính vì thế nếu như các bạn có 3 người, nếu như các bạn muốn chuyển sang nhiều hơn 50.000, có nghĩa là phải cần 3 người chuyển rồi. Thì khi 3 người chuyển như vậy á, thì cái mức chuyển này là nhiều hơn 50.000 thì phải có chứng minh nguồn gốc cái số tiền đấy vào tài khoản của các bạn. Thì cái việc này các bạn cần phải làm một cái văn bản cho tặng tài sản
và được lập tại văn phòng công chứng ở Việt Nam. Thì cái việc làm này nó cũng đơn giản thôi, không có gì khó khăn phức tạp cả. Các bạn chỉ cần người đi chuyển tiền ra phòng công chứng, làm công chứng và chuyển tiền thôi. Còn cái người ở bên này chẳng cần có mặt gì cả ha, không cần phải phải có văn bản gì hết đó. Thì cái này rất là đơn giản dễ làm thôi à. Thì cái số tiền như vậy, nhưng mà nếu như các bạn có nhiều người, nhiều ví dụ như là trong nhà là có năm anh chị em, ông bà bố mẹ, nó thành 70 người rồi. Mà nếu như cái nhân ra thành, nếu như mà cái cho là 10 người thì tổng cả là 200 nghìn đi. 200 nghìn thì các bạn đại diện, có một người nào đó đại diện được cả gia đình đi lên chuyển tiền vào tài khoản. Và cái người đấy làm đại diện chứng, làm cái văn bản này luôn, cho tặng tài sản này luôn và lập tài phòng công chứng. Họ sẽ gom tất cả những giấy tờ của những người đó đấy, gom lại một lần như thế là được 10 người thì sẽ được khoảng 200 nghìn rồi. Cho nên là các bạn có thể huy động được những cái lực lượng này ha. Đấy là cái hình thức trợ cấp thân nhân, nghĩa là mỗi người chỉ được chuyển 20.000 thôi hả. Vậy thì cái phương thức thứ hai là cái số tiền được chuyển bao nhiêu từ Việt Nam sang sang Đức cho người ở bên Đức này, theo phương thức là cho tặng hoặc là thừa kế. Thì cái này mức cao hơn. Ví dụ như là bố chuyển tiền cho con, tặng con ở bên Đức trong vòng 10 năm là được 400.000 euro. Tương tự như vậy, mẹ cũng được chuyển tiền tặng cho tặng con ở đây ở Đức là 400.000 euro. Ông nội cho tặng cũng tương tự ở đây, cái số tiền ít hơn một chút xíu, đó là 200.000 euro. Ông ngoại cũng thế. Và tương tự là bà nội, bà ngoại thì cũng cho 200.000. Như vậy nếu như mà bạn nào may mắn được còn tất cả ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại và bố mẹ cho, bây giờ các bạn cộng đi, tổng số tiền được sẽ cho này là 1.600.000 rồi. Như vậy là quá nhiều rồi ha. Mà không biết là có khi là cũng quá ít so với các bạn ha, cũng tùy từng người ha. Đây là mình chỉ cái tổng cái số tiền các bạn có thể cộng lại được. Đây là cái phương thức này, phương thức cho tặng thừa kế ha. Mình không nói đến thừa kế nhiều, bởi vì là thừa kế là khi mà người mất đi rồi thì lúc đấy thì phải mới làm thủ tục thừa kế. Còn hiện tại bây giờ nếu như mình đang nói là còn sống thì thủ tục nhanh gọn và đơn giản hơn ha. Đó là cái bố, riêng bố thì cho được 400 rồi, mẹ cho được 400 là 800 rồi. À, họ là bây giờ chỉ cần một người là thôi là cho được 1.000.000 rồi. Như vậy là đủ, là ba người là chuyển là 1.000.000 rồi ha. Cái thừa kế mình nói là đây là cái những người đã mất đi rồi ha, thì khi mà họ có di chúc thì lúc đấy mới làm thủ tục thừa kế. Cái này nó với mình thì thấy nó hơi phức tạp, cho nên là mình không có tìm hiểu nhiều. Nếu như các bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này có thể là nói cụ thể hơn được các bạn khác biết ha. Khi mà các bạn biết được như thế rồi, nhiều người lại hỏi vậy như thế là giấy tờ, các loại giấy tờ nào mình cần phải làm để chuyển tiền. Thì cái hình thức mà trợ cấp thân nhân này thì cần những cái giấy tờ gì? Thì đây là mình kể một cái bảng mình phân chia thành hai nguồn, đó là hai ở người hai nơi, người ở Việt Nam và người ở bên Đức. Ừ. Như vậy thì cái giấy tờ nó tương ứng với các loại giấy tờ ở đây. Nếu như các bạn ở Việt Nam thì các bạn cần có chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu, được bằng hộ chiếu. Các bạn cần có phải giấy khai sinh, hộ khẩu hay là mối để chứng minh là mối quan hệ anh chị em hay là bố mẹ với con cháu hay là ông bà gì đó. Thì bạn chứng minh được cái mối quan hệ này. Đó là những cái giấy tờ của người ở bên Việt Nam. Còn ở Đức thì là cần phải có hộ chiếu, có thẻ cư trú và cái visa đang còn hạn đang sống ở Đức, bởi vì còn sống ở Đức hợp pháp thì mới nhận tiền được ha. Hoặc là cái giấy khai sinh hay là hộ khẩu để chứng minh cái quan hệ này. Và điều đặc biệt quan trọng đó là cái thông tin tài khoản của các bạn. Và các bạn nhận tiền ở tài khoản nào? Theo như mình biết được á, thì nếu như các bạn tài khoản nào của ngân hàng Sparkasse đó thì nó hay gặp rắc rối, họ hay làm khó làm dễ các bạn ha. Ngoài Sparkasse ra thì có thông tin các ngân hàng khác thì nó đơn giản hơn. À, mình lặp lại một chút xíu nữa. Với cái hình thức chuyển tiền trợ cấp thân nhân này, mỗi người được 20.000 này, à, thì các bạn nếu như mà chuyển nhiều hơn 50.000 euro đó thì phải nhớ là
cần phải có cái văn bản cho tặng tài sản và được lập tại văn phòng công chứng nha. Thì thủ tục khá đơn giản thôi, nó chỉ cần có mặt người chuyển tiền, tức là đại diện của cả gia đình ấy đi chuyển tiền, và không cần người nhận ký hay là ủy quyền gì về hết ạ, không cần gì hết, là chỉ cần người người đi gửi tiền. Ví dụ như là nhà bạn có 5 người muốn đi gửi thì chỉ cần một người đại diện đi thôi, đó là họ sẽ đại diện có mặt để ký những cái giấy tờ văn bản này. Nếu như cái số tiền này dưới 50.000 euro thì chỉ cần xác nhận cái xác nhận giấy xác nhận chuyển tiền của ngân hàng là xong. Nếu dưới 50.000 nha thì chỉ cần giấy xác nhận ngân hàng thôi. Và một điều đặc biệt mình rất là thích thú là gì, các giấy tờ của người nhận ở bên Đức này chỉ cần cái bản photo thôi, rất là đơn giản, đỡ rắc rối. Các bạn chỉ cần chụp hình và gửi qua cho người ta là người ta làm rất là nhanh, rất là nhanh gọn ha. Như vậy thì các loại giấy tờ như vậy thì các bạn cần phải chú ý cái chuẩn bị ha. Rồi, vậy thì các loại giấy tờ để chuyển theo cái hình thức đó tặng hoặc là thừa kế như thế nào, thì đây là cái bảng mình cùng liệt kê ra để cho các bạn xem. Người ở Việt Nam, thứ nhất, họ cần phải có cái chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu của người nào cho, người nào tặng, thì cần phải có những cái giấy tờ này. Thứ hai, có giấy khai sinh hay là có cái hộ khẩu chứng minh cái mối quan hệ mà để họ có thể cho tiền. Thứ ba, có thể là có giấy đăng ký kết hôn để xem là hai người này có quan hệ với nhau hay không, có sinh con ra hay không, có giấy kết hôn hay không. Cái thứ tư đó là bởi vì khi mà cái cho cái dạng cho tặng này với bị số tiền rất là nhiều, từ 200.000 đến 400.000 mà, cho nên là cần phải có cái sổ tiết kiệm hoặc là cái hợp đồng bán nhà. Cái sổ tiết kiệm này các bạn có thể là chỉ cần mới gửi tiền vào trong ngân hàng chỉ cần một tháng thôi, nghĩa là một tháng thôi nha, cần một tháng hay 30 ngày ở trong ngân hàng rồi thì cái sổ tiết kiệm này đã có hiệu lực rồi ha. Hoặc là các bạn có hợp đồng bán nhà, mua bán nhà, đất các loại này kia, giá trị tương đương hoặc là thậm nhiều hơn cái số tiền mà các bạn cho người ta. Và điều quan trọng là gì? Các bạn muốn chuyển được á, thì cần phải có một cái hợp đồng cho tặng được công chứng và đã được dịch sang tiếng Đức. Điều này rất là quan trọng à, phải đã được dịch sang tiếng Đức. Đấy là với những cái người ở Việt Nam cần phải làm những cái vấn đề này. Còn người ở Đức, cần đầu tiên cần phải có hộ chiếu. Thứ hai là thẻ cư trú và visa còn hạn ở Đức. Giấy khai sinh, hộ khẩu để chứng minh mối quan hệ với những người đã cho này. Thông tin về tài khoản của người nhận ở Đức. Trong trường hợp nếu như các bạn không về được ở Việt Nam để mà ký cái hợp đồng cho tặng này, không về ký được á, thì lúc đấy các bạn cần làm một cái hợp đồng ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền này các bạn cần phải ký gửi lên Đại sứ quán Việt Nam để họ ký cho các bạn cái hợp đồng ủy quyền ha. Họ xác nhận được bạn hợp đồng ủy quyền này. Thì cái này nó cũng không có gì phức tạp lắm. Mọi thứ nó có dịch vụ nó lo gà rồi. Nếu như các bạn cần thì thông qua cái dịch vụ họ làm rất là nhanh gọn đơn giản ha. Các bạn đỡ mất thời gian, đỡ rắc rối, đỡ đau đầu. Và điều quan trọng nữa là nếu như các bạn có cái hợp đồng ủy quyền cho người ở Việt Nam mình ký thay mình, tức là có một người nào đó ký thay cho các bạn, thì lúc đấy các bạn cần phải cái người ở Việt Nam này cần có một cái chứng minh nhân dân, cái hộ chiếu của họ, của người được ủy quyền. Thì khi mà như thế đó, có đầy đủ như thế đó, thì lúc đấy mới thực hiện được cái việc là ký hợp đồng ủy quyền được. Cái phần tiếp theo đó là làm sao để chứng minh được cái nguồn tiền sạch để không phải bị đóng thuế hoặc là không bị đóng băng tài khoản của ngân hàng ở Đức. Bởi vì trên thực tế có rất là nhiều người không biết, cho nên là khi mà chuyển tiền sang bên Đức á, tiền rất nhiều, nhiều hơn 50.000 mà không có những cái giấy tờ chứng minh được. Cho nên ngay lập tức tài khoản bị đóng băng và tiền không thể nào rút ra được. Cho nên là rắc rối phát sinh và làm đau đầu, cảm thấy rất là chán nản ha. Cho nên để tránh những cái sự cố như thế này thì các bạn cần phải có những cái loại giấy tờ như lúc này mình nói đó. Đây, đầu tiên
Đối với cái hình thức trợ cấp thân nhân ấy, các bạn cần phải có văn bản cho tặng cái tài sản. Và cái văn bản này được lập tại văn phòng công chứng. Cái văn bản này đã được dịch thuật sang tiếng Đức rồi. Nhớ nha, nếu như bạn chuyển trợ cấp nhiều hơn 50.000 euro thì cần phải có cái này. Nhớ là nhiều hơn 50.000 euro là phải có cái này. Nếu như các bạn không có cái này thì ngay lập tức tài khoản của bạn sẽ bị phong tỏa ngay ha. Và thậm chí là người ta tịch thu số tiền của bạn ấy, rất là đau đầu ha. Cho nên để tránh rắc rối thì phải có được cái giấy tờ này. Thì cái giấy tờ này thì cái người nào chuyển cho các bạn thì họ sẽ lo cho bạn cái này. Cái thứ hai đó là đối với cái hình thức mà cho bằng thì cái này cần phải có một cái hợp đồng. Hợp đồng cho tặng, cái hợp đồng này phải được sao y bản chính, được công chính, công chứng và cũng đã được dịch thuật sang tiếng Đức. Khi có những cái giấy tờ này thì họ sẽ đảm bảo cho các bạn được là mọi thứ đó là thuận thuận buồm xuôi gió đấy ha. Ví dụ như trường hợp lúc này, nếu như mà các bạn chuyển nhiều hơn 50.000 mà chưa có cái văn bản tặng cho tặng tài sản này lập tại phòng công chứng này thì các bạn cần phải bổ sung cái này ha, bởi vì các bạn có giấy tờ chứng minh rằng là cái nguồn tiền đó là nguồn tiền sạch, nguồn tiền đấy là được người nhà gửi sang cho các bạn theo bằng con đường ngân hàng, không phải là tiền tiền lậu, không phải là rửa tiền đó. Thì đấy, đây là hai cái việc quan trọng nhất các bạn cần chú ý ha. Đây là hai cái loại văn bản, những cái loại văn bản cực kỳ quan trọng và các bạn cần phải chú ý để không bị đóng băng. Và có những cái giấy tờ này rồi thì cái tiền các bạn nhận được thì không phải đóng thuế ha. À, mình có bổ sung thêm hai cái ý rất là nhỏ. Cái này là để, đó là cái lệnh chuyển tiền theo mẫu ngân hàng thì có cái lệnh chuyển tiền hay là có cái giấy cam kết chuyển tiền hợp pháp theo mẫu ngân hàng thì các bạn cần có những cái giấy tờ này để hỗ trợ thêm các bạn. Thì đấy là những cái điều mà mình nói về cái việc chuyển tiền từ Việt Nam sang bên Đức. Cái phần cuối là mình cảm ơn các bạn đã xem video đến đoạn này. Thì nếu như các bạn có cái câu hỏi gì thì các bạn hãy viết bình luận ở dưới video luôn ha. Nếu các bạn cảm thấy mình làm tốt hoặc là chưa tốt trong cái video này hoặc là các video khác thì mong các bạn góp ý, đóng góp bình luận cho mình để mình rút được kinh nghiệm, mình sẽ làm những cái video khác, hy vọng nó sẽ làm được tốt hơn. Trong trường hợp nếu các bạn thấy cái video của mình hữu ích cho ai đó hoặc là ai đó đang cần thì các bạn hãy cứ mạnh dạn chia sẻ lên Facebook hoặc là tag tên của họ vào cái comment của các bạn hay là ngay cái link mình đang chia sẻ ở đây để có cái link video ấy để cho người có thể xem được. Bởi vì có nhiều người đặt câu hỏi như thế mà như vậy rất là mất công lắm. Cho nên là các bạn cứ hãy chia sẻ đi ha để cho nó được mọi người được biết được thông tin này một cách chính xác để làm cho nó chính xác để tránh những cái sai sót không cần thiết. Nếu như các bạn muốn nghe được những cái bài tiếp theo của mình thì xin hãy bấm theo dõi kênh YouTube của mình. Các bạn có thể đặt thêm nhiều câu hỏi khác để mình có thể có động lực để làm các video tiếp theo cho các bạn, trả lời những câu hỏi của các bạn. Còn cái về cái việc mà các bạn muốn chuyển tiền từ Việt Nam sang Đức cho nó thuận lợi thì mình có đối tác, mình sẵn sàng cung cấp các bạn thông tin để họ sẽ làm cho bạn rất là nhanh, rất là gọn, tất cả mọi thủ tục rất là đơn giản ha. Chỉ cần mấy tiếng đồng hồ thì các bạn có thể làm xong rồi. Chỉ cần mấy tiếng đồng hồ thôi ha. Tức là các bạn chỉ cần buổi sáng ở Việt Nam chuyển tiền thì khoảng tầm đầu giờ chiều ở bên Đức các bạn đã nhận được rồi ha. Thì đấy là những cái thông tin mình cung cấp cho mọi người. Thì nếu như bạn cần thì xin hãy cứ liên lạc với mình ha. Rồi. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, cả cuộc sống thật hạnh phúc và thành công ở bên đất nước Đức này. Chào tạm biệt các bạn nhé.